tiên đó, là một vị hỏi là thư sư, năm vị tỳ kheo đầu tiên, có nghĩa là ngài Kiều Trần Như và các anh em, sau khi được thuyết pháp xong đã đi đâu? Sao hoàn toàn không nghe về họ nữa? Thưa quý vị đó, trong kinh Tạng đó, thì sau khi mà Đức Phật kêu gọi các cái vị tỳ kheo đi đi hoằng pháp, đi hoằng pháp, để ra đi trên con đường hoằng pháp, không bỏ một vị đi một đường, không có đi chung với nhau, không có đi chung với nhau. Và sau đó đến đại hội Thánh Tăng, 1250 vị tỳ kheo vào rằm tháng Tư, Đức Phật tuyên thuyết với bổn Ba Tỳ Bốt Khá. Và kể từ đó trở đi đó thì không còn nghe nhắc gì đến ngài Cô Đánh Giá nữa, có nghĩa là ngài Kiều Trần Như nữa, cho đến trong bài kinh Tương Ưng, một bài kinh Tương Ưng có tên là Cô Đánh Giá Sutta, thì có nhắc một đoạn là ngài Cô Đánh Giá đó, có nghĩa là ngài Kiều Trần Như đó, trở về sau một thời gian dài gặp lại Đức Thế Tôn. Thì trong chú giải của cái bài kinh này đó có nói rằng là cái thời điểm mà ngài Cô Đánh Giá ngài trở về thăm Đức Thế Tôn đó là 20 năm sau. Có nghĩa là suốt 20 năm đó là ngài không gặp lại Đức Thế Tôn, mà phải 20 năm sau. Thì trong 20 năm đó đó thì ngài sống ở đâu? Thì quý vị biết là theo như cái thuở ban đầu đó thì ngài ra đi hoằng pháp theo cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Những chúng sanh nào hữu duyên với ngài thì ngài tế độ, cũng giống như là ngài Asa-chí, ngài một trong năm vị đó, ngài đã gặp ngài Xá Lợi Phất. Và sau đó thì ngài Asa-chí, một một trong năm anh em Kiều Trần Như đó, hình như là cũng còn ở trong tăng đoàn. Bằng chứng là kể từ khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài chứng đắc đạo quả đó, thì mỗi một lần ngài đi ngủ, ngài luôn luôn quán xét xem ngài Á Xá Chí ở đâu, ở cái hướng nào. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài vì cái lòng kính trọng và vì cái lòng tri ân ngài Á Xá Chí đã khai mở cái tuệ nhãn cho ngài Xá Lợi Phất. Mà sau khi ngài xét ngài Á Xá Chí ở chỗ nào đó, ngài hướng đầu về phía đó và ngài nằm, chứ ngài không có xoay chân hoặc ngài không có xoay mặt về hướng đó, mà ngài hướng cái đầu ngài về phía ngài Á Xá Chí mà ngài nằm. Có nghĩa là ngài Á Xá Chí đó vẫn còn ở trong tăng đoàn, vẫn còn sinh hoạt ở trong tăng đoàn. Còn riêng trường hợp ngài Cô Đánh Giá, có nghĩa là cái vị mà lớn nhất, thì suốt 20 năm không gặp Đức Thế Tôn, trong chú giải đó nói là ngài đã 20 năm không gặp Đức Thế Tôn, và hiện tại đó ngài đang ở cái hồ, hiện tại là vào cái thời điểm mà ngài của cái bài kinh đó đó, là ngài ở hồ Chách Anh Tá, là một trong bảy cái hồ lớn của Hy Mã Lạp Sơn, và đó là cái nơi các cái vị độc giác thường hay sinh sống. Có nghĩa là cái kiếp nào đó mà không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác ra đời đó, mà có các vị độc giác đó, thì cái nơi phù hợp nhất cho cái hàng thánh tăng ở cõi Diêm Phù Đề này đó, thì đó là ở trong một trong bảy cái hồ lớn trên đỉnh Himalaya, thì ngài sống ở trên đó. Bởi vì sao? Bởi vì trong chú giải nói đó, đây là nơi có cái hoàn cảnh thù thắng nhất đó, dễ chịu nhất và thoải mái nhất, và không có bị quấy rầy bởi cái hàng phàm phu đấy. Và sau đó thì sau khi mà ngài Cô Đánh Giá ngài ghé thăm Đức Thế Tôn như vậy đó, và ngài đi đâu nữa thì trong kinh Tạng cũng không có nói tới, thì đó là cái hành tung của ngài Cô Đánh Giá.